Và thưa quý vị, quay trở lại là phần tin Hoa Kỳ. FBI đã điều tra thỏa thuận kinh doanh quốc tế của Ivanka Trump. Các viên chức chống tình báo của FBI đang điều tra một trong những thỏa thuận kinh doanh quốc tế của Ivanka Trump có liên quan đến Trump International Hotel and Tower ở tại Vancouver. Việc này có thể gây trở ngại cho ái nữ của Tổng thống đối với việc được cấp miễn trừ an ninh vĩnh viễn cho vị trí cố vấn Tổng thống. FBI xem xét tỉ mỉ những vấn đề bị vướng mắc trong kinh doanh quốc tế của cả Ivanka Trump và Jared Kushner để xác định liệu có bất cứ thỏa thuận nào có thể khiến họ rơi vào thế dễ bị các điệp viên nước ngoài gây áp lực, trong đó có cả Trung Quốc. Tòa nhà chọc trời Trump International Hotel and Tower được khai trương vào tháng 2 năm 2017, ngay sau khi Donald Trump nhậm chức. Trump Organization không làm chủ tòa nhà. Thay vào đó, cũng giống những dự án bất động sản khác, công ty được trả chi phí giấy phép và tiếp thị từ công ty kinh doanh bất động sản. Hiện thì chưa rõ tại sao các nhà điều tra lại quan tâm đến thỏa thuận này. Là một trong những bất động sản mang nhãn hiệu Trump được khai trương sau khi Donald Trump nhậm chức, nên thời gian của thỏa thuận có thể là một yếu tố. Thưa quý vị, phản ứng sau khi ông Trump dọa tăng thuế nhập khẩu thép và nhôm. Vào hôm qua thứ Năm ngày 1 tháng 3, Tổng thống Trump cho biết thuế quan 25% đối với thép nhập khẩu và 10% đối với nhôm sẽ có hiệu lực trong một thời gian dài. Ông cho biết biện pháp này sẽ được ký vào tuần tới. Tuyên bố của Tổng thống Trump đã làm dấy lên những quan tâm về một cuộc chiến tranh thương mại, làm chậm lại các giao dịch trên các thị trường chứng khoán mới nổi và khiến một số nhà lãnh đạo thế giới lên tiếng đe dọa sẽ tiến hành các biện pháp trả đũa. Trung Quốc hôm thứ Sáu bày tỏ quan ngại của Hoa Kỳ trong khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker tố cáo kế hoạch thương mại của ông Trump là một sự can thiệp trắng trợn để bảo vệ ngành sản xuất nội địa Hoa Kỳ. Canada cho hay nước này sẽ có biện pháp đáp ứng để bảo vệ các lợi ích thương mại và công nhân của mình nếu Hoa Kỳ áp đặt những hạn chế đối với các sản phẩm thép và nhôm của Canada. Tòa Bạch Ốc đang chuẩn bị thay thế Cố vấn An ninh Quốc gia H.R. McMaster dưới sự sắp xếp của Chánh Văn phòng Tòa Bạch Ốc John Kelly và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis. Tướng McMaster sẽ rời Tòa Bạch Ốc vào đầu tháng 4. Đây chính là diễn biến mới nhất trong biến động nhân sự tại Tòa Bạch Ốc hơn một năm qua và là kết quả của mối quan hệ căng thẳng hàng tháng trời giữa Tổng thống và Cố vấn An ninh Quốc gia. Theo các viên chức tiết lộ, ứng cử viên hàng đầu đã được Donald Trump cân nhắc thay thế ông McMaster là ông Stephen Biegun, phó chủ tịch quan hệ quốc tế của tập đoàn Ford Motor. Biegun không phải là gương mặt xa lạ với Tòa Bạch Ốc. Ông đã từng làm việc trong Hội đồng An ninh Quốc gia từ năm 2001 cho đến năm 2003, là phụ tá cao cấp cho cựu cố vấn an ninh quốc gia Condoleezza Rice trong chính phủ Tổng thống George W. Bush. Thưa quý vị, Đảng Cộng Hòa do dự những biện pháp kiểm soát súng được Tổng thống ủng hộ. Các thượng nghị sĩ Cộng Hòa vào hôm thứ Năm tỏ dấu hiệu do dự trước lời kêu gọi thay đổi luật súng từ Tổng thống Donald Trump, trong đó có những biện pháp được dân chủ ủng hộ. Vào hôm thứ Tư, Tổng thống gây kinh ngạc cho các nhà lập pháp Cộng Hòa khi ủng hộ một loạt những biện pháp hạn chế bán súng sau vụ thảm sát tại Florida. Tuy nhiên, ông Trump lại đẩy vấn đề sang Quốc hội mà không cho biết sẽ thuyết phục nội bộ đảng như thế nào để thúc đẩy các biện pháp mà nhiều người Hoa Kỳ cho là vi phạm quyền hiến pháp về súng của họ. Lãnh tụ đa số Thượng viện Mitch McConnell cho biết dự luật ngân hàng sẽ là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự tuần sau và tiến trình cho các dự luật liên quan đến súng vẫn đang được bàn luận. Thượng nghị sĩ Marco Rubio cho hay ông hậu thuẫn biện pháp tịch thu súng từ những người nguy hiểm cũng như cấp ngân sách cho việc huấn luyện trường học xác định được những dấu hiệu bạo lực. Ông Rubio rút lui đề nghị thay đổi độ tuổi được mua súng trường, cho rằng vấn đề này không có đủ hậu thuẫn trong Quốc hội. Tòa Bạch Ốc dự kiến sẽ có công bố danh sách các biện pháp được ông Trump ủng hộ. Tuy nhiên, phát ngôn nhân Sarah Sanders cho hay việc này không diễn ra một sớm một chiều. Bản tin nối tiếp cho biết đã có một giải pháp giúp các cơ quan hành pháp Hoa Kỳ mở khóa được mọi loại điện thoại iPhone. Công ty gọi là Cellebrite, nhà thầu đối tác bảo mật của các cơ quan hành pháp Hoa Kỳ, đã tuyên bố có giải pháp giúp nhà chức trách Hoa Kỳ mở khóa được mọi loại iPhone. Theo tạp chí Forbes, đây có thể coi là một thành tựu đột phá với nhà chức trách Hoa Kỳ sau một thời gian tranh cãi gay gắt với Apple về việc mở khóa điện thoại iPhone của tội phạm trong quá trình điều tra. Song ở mặt khác, rõ ràng nó sẽ gây ra những lo lắng nhất định về vấn đề bảo mật thông tin cá nhân với người dùng thiết bị iOS. Công ty Cellebrite của Israel hiện là một đối tác cung cấp dịch vụ an ninh, bảo mật mạng của nhiều cơ quan hành pháp Hoa Kỳ, trong đó có Cục Điều tra Liên bang FBI và Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ,
cho biết đã có công cụ mở khóa mọi đời điện thoại iPhone của Apple. Tạp chí Forbes dẫn nguồn tin không nêu tên của họ cho biết hãng Cellebrite thông báo với khách hàng của họ là các kỹ sư của công ty đã có thể vượt qua lớp bảo vệ an ninh của các thiết bị do Apple sản xuất. Chuyển sang phần tin thị trường chứng khoán. Kính thưa quý vị, thị trường chứng khoán sau giờ đóng cửa có kết quả như sau. Chỉ số Dow Jones kỷ nghệ hôm nay giảm 24.41 điểm, ngừng lại ở mức là 24.584.57 điểm. Chỉ số Nasdaq hôm nay tăng 76.06 điểm, ngừng lại ở mức là 7.254.89 điểm. Chỉ số S&P 500 hôm nay tăng 13.35 điểm, ngừng lại ở mức là 2.691.08 điểm. Phân lời công khố phiếu 10 năm là 2.86%. Giá dầu thô cho ngày hôm nay là 61 đồng 45 sen cho một thùng dầu thô, đã giảm đi 0.74 sen cho một thùng dầu thô. Giá vàng tại Hoa Kỳ ngày hôm nay là 1.322 sen cho một ounce, đã tăng 1.29 sen cho một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng mua vào ngày hôm nay là 36.660.000 đồng một lượng, bán ra là 36.730.000 đồng một lượng. Và cũng tại Việt Nam, một đô la ngày hôm nay đổi được 22.795 đồng tiền Việt Nam. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và chứng khoán. Sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam đời sống và giải trí.